ông Lê Đình mờ tranh chấp quyền sử dụng đất với ông Nguyễn B đối với diện tích đất liền kề 20 mét vuông tại phường N, thành phố D. Ông mờ khởi kiện vụ án tranh chấp quyền sử dụng đất và được tòa án nhân dân thành phố ca thụ lý giải quyết tuyên diện tích đất đó của ông mờ. Do đó, diện tích đất của ông mờ có sự thay đổi, biến động. Ông muốn đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai. Ông phải nộp hồ sơ ở đâu? Mr. Sinh và cộng sự luật sư giỏi trả lời như sau: Thủ tục đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo về đất đai, thì ông mở nộp không một bộ hồ sơ đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất tại trung tâm hành chính công thành phố D hoặc ủy ban nhân dân phường N.